anh Vũ về cái chuyện hàn gắn của hai người á. Thì anh Vũ nói là anh ấy trước đây anh cũng mong muốn cái điều đó, nhưng mà không có hàn gắn được. Thì phải đi ra đến tòa này là cái điều cực chẳng đã, mà đây là trận tuyến cuối cùng mà nó phải ra thôi, anh cũng không muốn ra tòa. Thế thì em cũng có hỏi thêm một câu nữa là nếu như mà có thêm một lần nữa cơ hội, ví dụ như là chị Thảo cũng mong muốn để được hai người cùng hàn gắn lại á, thì anh thấy thế nào? Thì anh nói là anh đồng ý là phải có thời gian. Thì em muốn hỏi lại cái ý kiến của anh Vũ như vậy thì chị có cái nhận, chị có cái ý kiến gì không ạ? Thì chị nghĩ là hôm trước trong cái phiên ngày 21 chị đã trả lời rồi. Dạ. Thì chị muốn bức đơn ly hôn, chỉ là tại thời điểm này anh chưa bình tĩnh, dạ, chưa quyết định được. Dạ. Còn tòa phán quyết thì mình đành là chấp nhận. Dạ. Như lúc nãy viện kiểm sát cũng nói là chấp thuận ly hôn. Em cũng muốn hỏi thêm một chút nữa, đấy là cái này nó khi mà tập đoàn Trung Nguyên á, cũng có hai chỉ có đến 7 cái công ty liên quan với nhau. Thế thì khi mà và rõ ràng là công ty tập đoàn Trung Nguyên nó là một cái công ty rất là mạnh, Trung Nguyên là một thương hiệu rất là mạnh, không chỉ ở trong nước mà cả quốc tế. Cái việc mà anh chị phải đưa nhau ra tòa để ly hôn này và phân chia tài sản đấy, liệu nó có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng gì đến cái thương hiệu của tập đoàn và nghĩ gì về các đối thủ cạnh tranh của mình nhá, đối với cái lĩnh vực trong lĩnh vực cà phê và bàn. Thực sự có nhiều thứ ngay thời điểm mà thủ thì nhìn năm đó 9 ngày sau khi ảnh về và biến đổi, dạ, đó là khiến cho chị lo lắng nhất. Dạ. Cái chuyện nộp đơn ra tòa là cũng do làm gì để mình có thể bảo vệ được cho Thiệu Trung Nguyên, bảo vệ cái sản nghiệp của gia đình. Đã cố gắng rất là nhiều trong suốt mấy năm qua, thì mọi người đã đi chứng kiến thì cũng cố gắng rất là nhiều. Ra thì cuối cùng thì cũng mong muốn là rất là mong muốn là gìn giữ được cái gia đình của mình, muốn Trung Nguyên tiếp tục duy trì cái phát triển của nó. Không chỉ là Trung Nguyên, nó không chỉ là một cái công ty bình thường mà nó là một cái thương hiệu mà có cái quá trình đóng góp cùng cái đất nước đi lên, cũng có ảnh hưởng rất là nhiều với cái người khởi nghiệp trong và ngoài nước. Nên là chị nghĩ rằng đâu đó thì chúng ta trong mỗi người ai cũng đều mong muốn điều đó, nhưng mà chị là người trong cuộc thì chị sẽ cố gắng hết sức để làm sao đó để duy trì và phát triển được cho. Chị có nghĩ rằng là cái việc mà hai vợ chồng mà phải đưa nhau ra đến tòa như thế này, cả các phương tiện truyền thông và cả mạng xã hội cũng đưa tin, nó có làm yếu đi cái thương hiệu của mình không? Có đôi khi mình đau một cái bệnh gì đó thì mình đành phải chấp nhận một cái biện pháp để chữa, là nó khá là khó chịu, đành phải chấp nhận cái đó để mà mình sẽ lành lại. Còn nếu mà mình lắp nó ở trên thôi thì nó vẫn còn không nhập dưới thì nó không được. Chị nghĩ rằng đó là những cái biện pháp để giải quyết được việc của mình. Trong cái phiên tòa trước thì em thấy anh Vũ nói rằng là thật đầu là hai vợ chồng là chị anh ấy muốn chị lui về gia đình để chăm con, để cho anh ấy một miếng toàn quyền để anh ấy điều hành Trung Nguyên phát triển đến một tầm cao mới, nó không có chỉ là Trung Nguyên của ở Việt Nam mà nó còn có tầm quốc tế nữa. Thế nhưng mà cái sự lo lắng của chị nó không phải như vậy. Nó ngay thời điểm nó không phải như vậy. Bây giờ thì nó